Vâng, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trong video ngày hôm nay ha. Lại là em Định đây. Hôm nay thì Định đang có mặt ở cái dự án Aqua City anh chị nhá. Một cái đại đô thị rất là lớn. Và hôm nay thì Định sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị mình một cái vị trí trong cái đại đô thị Aqua City mà Định tin chắc rằng anh chị đi mua Aqua City, anh chị không hề biết tới cái vị trí, cái thông tin này anh chị nhá. Kể cả những anh em, những cái đội ngũ sale bán cho cái dự án Aqua City này cũng không biết được cái vị trí của ngày hôm nay. Cái video này Định muốn chia sẻ đến cô chú anh chị. Đây anh chị nhá, đây chính là một cái đình đằng sau lưng Định này. Một cái đình ở đằng sau lưng Định này anh chị nhá. Và cái vị trí này là nó nằm ở ngay bên cạnh cái quảng trường, cái quảng trường của dự án Aqua City. Và vị trí này nếu như anh chị mà sau này anh chị là khách hàng mua ở cái dự án Aqua City này thì anh chị mình chắc chắn là sau này về anh chị bắt buộc là phải biết về cái đình này anh chị nhé. Đây anh chị có thể thấy cái đình đằng sau lưng Định này rất là lớn đấy chị nhá, nằm ngay bên bờ sông luôn. Đây cái đình này thì khá lâu đời rồi anh chị, và hiện tại thì chỉ có cái bác bảo vệ ở đây để trông coi thôi. Và đây cũng là một cái vị trí, cái quỹ đất mà chủ đầu tư chưa xử lý được và đang còn tranh chấp ở bên ngoài đằng sau cái lưng cái đình này anh chị nhá, vẫn đang còn tranh chấp với này một số hộ dân. Và cái đình này ngay bên cạnh đây nè là cái quảng trường. Nếu như anh chị đi vào cái dự án Aqua City này thì anh chị mình đi từ cái phía ngoài đường quốc lộ 51 vào anh chị nhá, xong sẽ tới cái dự án Izumi City, sau rồi anh chị mình sẽ chạy vừa qua cái cầu mà phát, vừa qua cái cầu ở bên ngoài cái dự án Izumi, xong rồi anh chị mình sẽ thấy ở bên tay phải là có một cái đám cây. Thì ở đây chính là cái đình này anh chị nhá, nằm ngay bên mé bờ sông Đồng Nai. Và từ cái đình này thì anh chị mình sẽ nhìn qua bên kia là cái dự án một cái dự án đại đô thị Vinhome Grand Park anh chị nhá. Định sẽ quay ngược cái camera này cho anh chị mình xem này. Cái vị trí này rất là đẹp anh chị nhá. Đây anh chị có thể thấy nè, ở đây là những cái tòa nhà chọc trời Vinhome Grand Park anh chị nhá. Còn ở bên cái khu vực này là đang xây dựng những cái căn biệt thự này. Biệt thự ở đây thì hiện tại đang bán với một cái mức giá là từ 170 tỷ cho tới 700 tỷ một căn ở khu này anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, Vinhome Grand Park này. Đó thì anh chị có thể thấy rất là đẹp đó. Cũng như là bên kia về khu vực Thủ Đức, cái bên giá bất động sản này đó thì giá rất là cao luôn. Đó, và thông thường những khách hàng mà đi mua cái dự án Vinhome, cái dự án Aqua City này thì chủ đầu tư sẽ sử dụng là những cái chiếc du thuyền và chạy một vòng ở bên cái sông Đồng, trên bờ sông Đồng Nai này, trên dòng sông Đồng Nai này anh chị nhá. Đó thì cảm xúc sẽ lên ngôi và lúc đấy thì rất là dễ bán đúng không ạ? Đó, hầu như là ở khu vực này anh chị nhá. Rồi, bây giờ thì Định sẽ di chuyển lên bên trên ha. Đó thì ở đây sẽ là cái đình ở bên trong cái khu nằm trong lõi của dự án Aqua City anh chị nhá. Đây chính là cái đình này và những cái gốc cây. Đây là gốc cây xoài này anh chị, rất là to anh chị nhá, to đùng như thế này, này. Đó, hôm nay thì Định di chuyển qua cái dự án Aqua City để quay cho anh chị mình xem. Tại vì hôm nay thì cách đây khoảng tầm 2 ngày thì trên báo rất là rầm rộ về cái thông tin là Aqua City được triển khai lại anh chị nhá, được triển khai lại. Thì nãy Định cũng đi một vòng ở trong cái dự án Aqua City này, Định khảo sát rồi thì cái phân khu Valencia á, thì mới được triển khai lại, tái khởi công lại anh chị nhá. Thì cách đây là khoảng tầm 2 năm rưỡi, gần 3 năm á, là cả cái dự án Aqua City này bắt đầu là ngừng hoạt động hết anh chị nhá, ngừng triển khai, ngừng xây dựng, ngừng hoạt động hết toàn bộ 100%. Nhưng mà sau gần 3 năm thì cho tới ngày hôm nay thì cái khu Valencia đã được tái khởi động lại. Và Định đi một vòng thì thấy là cũng có một số công nhân anh chị nhá, có một số công nhân đang xây dựng, đang hoàn thiện những cái căn nhà để sắp tới là sẽ bàn giao cho người dân. Và xíu nữa cuối video thì Định sẽ có một đoạn vào La Cam, Định bay một vòng ở cái dự án Aqua City cũng như là ở cái phân khu Valencia để cô chú anh chị mình nhìn tổng quan đó. Và ngay sau khi mà có cái thông tin là tái khởi động lại cái khu Valencia đó thì cái cổ phiếu của Nova anh chị nhá, cổ phiếu của Nova bắt đầu là tăng cực trần luôn ngày hôm nay nè. Lúc nãy Định mới kiểm tra thì là tăng cực trần luôn, tím luôn anh chị nhá,
tăng lên tới 10, 12.000 mấy, gần 13.000 trên một cổ. Thì tôi thấy là đây cũng là một cái thị trường, cũng là một cái tín hiệu khá là tốt cho thị trường bất động sản nói chung và Nova Group nói riêng anh chị nhá. Thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tốt cho thị trường, cũng như là thời gian trước đây là mới khoảng đầu tháng 7 anh chị nhá, đầu tháng 7 thì giữa tháng 7 chứ phải đầu tháng đó, giữa tháng á, khoảng tầm 17, ngày 17 á, thì bên phía là Thủ tướng Chính phủ rồi bên phía là những cái đoàn thanh tra thì có vào làm việc với tỉnh Đồng Nai, sau đó là đi khảo sát về cái dự án Aqua City này để bắt đầu là đưa ra những cái phương án để thao gỡ cho dự án, cho những chủ đầu tư, trong đó là có dự án Aqua City này anh chị nhá. Đó thì đây cũng là một cái tín hiệu tốt cho Aqua City, rất là hy vọng đây cũng là bắt đầu là cái khởi điểm của sự gỡ vướng cho chủ đầu tư và Aqua City. Thì hy vọng là sắp tới thị trường sẽ được sôi động hơn và chủ đầu tư Nova này cũng sẽ bắt đầu là có những cái động thái tốt hơn để bắt đầu là triển khai xây dựng cái dự án và bàn giao cho người dân anh chị nhé. Đó thì hy vọng là ngoài cái dự án này ra thì sắp tới là thị trường cũng sẽ đón được cái làn sóng mạnh hơn để cô chú anh chị mình đầu tư rồi là mua những cái dự án mà nó quy mô như thế này, mình không phải chờ quá lâu anh chị nhá. Hầu như là khách hàng mua ở cái dự án Nova City này đang bị chủ đầu tư bàn giao trễ hạn, trễ hết rồi anh chị nhá. Đó, những cái thời gian trước đây thì rất là rầm rộ về những cái đội sale, đội ngũ bán hàng lùm lượp anh chị nhá. Xe hơi rồi là xe khách rồi này kia đổ về đây cực kỳ là nhiều luôn, nhưng mà đa phần là khách hàng ở trên Sài Gòn đổ về đây rất là nhiều để mua để đầu tư, nhưng mà bây giờ thì hầu như là vô trong đây là vắng tanh luôn anh chị nhá, vắng tanh luôn, là không có người nữa. Đó, không có người. Bây giờ thì dự án là chủ đầu tư đã ngưng lâu rồi, cho nên là những căn nhà này bê tông rồi để chơi trọi ngoài trời cả vài năm trời rồi này. Rồi những cái khu vực mà đang nằm dở sắt thép thì han rỉ hết rồi. Đó thì hy vọng là thời gian sắp tới là sẽ được triển khai trở lại anh chị nhá. Đây này, những cái khu đất ở ngoài đây anh chị nhá, lúc nãy đừng có nói những khu đất ngoài đây thì hiện tại là đang gọi là tranh chấp với chủ đầu tư chưa xử lý xong anh chị nhá. Đây còn ngoài đây là những cái khu trung tâm này, mình sẽ quay ngược cái camera này cho anh chị mình xem. Bên đây chính là cái quảng trường của mình này. Đây anh chị này, đó, những cái căn shop house này, những căn shop house mà lên tới vài chục tỷ, 4-50 tỷ, 80 tỷ một căn này. Còn ở đây là cái trung tâm thương mại Nova Mall này. Đó, Nova Mall ở đây anh chị nhá. Đó thì anh chị có thể thấy đúng không ạ? Thì ở đây chính là cái vị trí trung tâm ngay bên cạnh cái quảng trường, cũng như là cái vị trí trung tâm của mình thì có một cái đình như thế này. Đây thì hôm nay được quay cho anh chị mình xem thực tế luôn anh chị nhá. Còn đây là những cái khu đất mà đang bị tranh chấp này, vẫn chưa xử lý xong với người dân anh chị nhá. Người dân thời gian vừa rồi là kêu ca về cái vấn đề mà tranh chấp này cực kỳ là gay gắt luôn. Cho nên cô chú anh chị mình có thể mua cái dự án này thì mình phải nắm được những cái thông tin như thế này anh chị nhá. Mình là cư dân của dự án, mình phải nắm được những cái thông tin của dự án để cô chú anh chị mình nắm bắt được những cái tình hình như vậy. Đây là cái bảng quảng cáo của cái dự án đó. Ở đây có số điện thoại của chủ đầu tư luôn này. Đó anh chị có thể thấy ha. Rồi hôm nay thì được quay lại nhà để chia sẻ với quý cô chú anh chị một số cái thông tin ở cái dự án Aqua City như vậy, và cập nhật cho cô chú anh chị về những cái thước phim thực tế bằng hình ảnh flycam để cô chú anh chị mình có cái nhìn tổng quan hơn về cái dự án Aqua City này anh chị nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Đỉnh Đề Ốc.